điều khiển thiết bị điện thông qua smartphone, điều khiển bật tắt tất cả các thiết bị điện từ xa chỉ cần một chạm. Bộ công tắc thông minh sử dụng dòng điện xoay chiều AC 220V giúp điều khiển tất cả các thiết bị có công suất nhỏ và vừa như quạt điện, nồi cơm điện, sạc điện thoại hay bình đun nước siêu tốc vô cùng tiện lợi. Chỉ cần điện thoại của bạn có kết nối với Internet và cài đặt ứng dụng Smart Life thì dù ở bất cứ đâu, bật tắt điện cũng là điều vô cùng dễ dàng. Kết nối được với bộ công tắc Amazon Alexa hoặc trợ lý Google để điều khiển thiết bị thông qua giọng nói vô cùng đơn giản. Alexa, turn off the smart switch 2. Okay. Alexa, turn on the smart switch 2. Okay. Kiểm soát hoàn hảo hoạt động của các thiết bị điện trong nhà nhờ chế độ hẹn giờ. Chia sẻ quyền điều khiển với các thành viên trong gia đình là điều hoàn toàn có thể. Đồng thời, một thiết bị di động cũng có thể điều khiển nhiều loại công tắc khác nhau. Công tắc điều khiển bật tắt điện từ xa thông qua điện thoại, điều khiển từ xa mọi thiết bị bất chấp khoảng cách lên tới nửa vòng trái đất. Nhanh tay sở hữu ngay!